đài văn xã đồ chơi. Nhân dịp sinh nhật 8 tuổi, chị hai đã tặng em một con búp bê bằng bông rất xinh xắn và đáng yêu. Em đặt tên cho nó là Lily. Lily có mái tóc xoăn màu nâu, được bện hai tít gọn gàng. Lily đội một cái mũ màu hồng có viền xanh rất trang nhã. Khuôn mặt của Lily rất bầu bĩnh, đôi môi đỏ luôn chúng chím cười. Buổi tối khi ngồi học bài, Lily luôn nhìn em với ánh mắt chiều mến, như nhắc nhở em phải cố gắng học tập thật tốt để xứng danh cháu ngoan Bác Hồ. Lily cao khoảng 55 cm, đôi chân dài nhỏ nhắn, bàn chân đi đôi giày màu xám. Lily mặc một chiếc váy màu hồng có điểm những bông hoa thêu bằng chỉ màu hồng, đem lại sự duyên dáng nhẹ nhàng nữ tính cho búp bê của em. Lily là người bạn tâm sự mỗi khi em buồn hay vui. Mỗi khi buồn, Lily nhìn em như muốn xoa dịu, làm vơi đi nỗi buồn trong em. Mỗi tối khi đi ngủ, em thường ôm Lily bên mình, kể cho Lily nghe những câu chuyện vui ở trên lớp. Em yêu Lily nhiều lắm. Em coi Lily như là người em gái, là người bạn tâm tình của em, là nguồn động viên, an ủi em lúc vui buồn. Đây là món quà ý nghĩa mà chị hai dành tặng cho em. Vì vậy, em sẽ giữ gìn Lily thật cẩn thận.